suối, tắm suối. Xui quá, hy vọng là trời sẽ không mưa nha. Nếu mà trời mà mưa tới đây á, thì mình xin kết thúc cái video tại đây. Hello chào tất cả mọi người nha. Chào cả nhà. Hôm nay thì kênh của mình là ẩm thực và du lịch Sinh TV. Hôm nay thì mình sẽ cùng với thằng em của mình chuẩn bị đi quay một cái cảnh rất là đẹp để cho mọi người cùng thưởng thức nha cả nhà. Mình sẽ kiếm một cái món gì đó thật ngon để cùng với mấy đứa em mình quay cho thật đẹp. Nói chung là ở hòn này, ở đảo của mình nó rất là nhiều cảnh đẹp nha mọi người. Vừa mới mua được một ít cánh gà, với lại hồi tối có một ông chú ổng đi biển vô, ổng hay cho ba mình cá lắm, ổng cho ba mình một con cá rô rất là bự. Mình sẽ đem con cá rô này với lại một ít cánh gà mình ướp sẵn mình đem qua bên chỗ cái cảnh thật là đẹp để quay cho mọi người cùng chiêm ngưỡng nha. Nói chung là hòn mình rất lớn, có nhiều cảnh đẹp. Bây giờ mình sẽ đi vô ướp cánh gà rồi sau đó cho cả nhà thưởng thức cái con cá rô ở biển rất là to. Đây nè mọi người, mình có mua một ít cánh gà nha. Cánh gà ăn nó ngon hơn. Đó, mình ăn cánh gà, giờ mình sẽ đem vô ướp nha mọi người. Mới tụi mình có mua thêm rau răm nha mọi người. Nè, mình mua thêm một ít rau răm để mình ăn chung với gà nha. Giờ mình sẽ ướp với gà nha mọi người. Đây là rau để chuẩn bị ăn cơm. Cái son này để ướp cánh gà. Ướp cánh gà. Gà dai ha. Muối. Bỏ vô mình sẽ rửa với muối mọi người. Chưa, cánh gà nó ngon hơn nha mọi người. Mình sẽ ướp với sa tế hoặc là gia vị gì đó, cái cây ăn cho nó ngon. Thì mình sẽ rửa qua nước muối để cho sạch sẽ. Đây, mình sẽ cho cả nhà xem con cá rô của mình nha. Đó, nhà thấy cá rô bự ghê không? Quá chứ bự luôn nè, cá rô này mọi người. Em mở ra cho mọi người xem nè. Đó, em mời quả vô nha. Sẽ nướng với gà, sau đó với cá rô. Rô này tầm hơn ký không? Ký rưỡi. Ký rưỡi. Cái đại đó. Đó. Chưa có một mình. Ờ chưa. Nhận đó. Đó, cái rô bự không? Cái rô này hồi đem qua ông chú của mình á, ổng đi biển vô cho nha, rất là bự. Này là tư lắm nha mọi người, không có ướp gì nha. Nghĩa là không uống thuốc gì chứ. Đó. Thank you.
giờ là mình sẽ bỏ mật ong vô nha mọi người, để cho nó thấm gia vị hơn nha. Đó, mình đã ướp xong tất cả mọi thứ rồi. À, giờ mình sẽ để một tiếng thôi, tầm một tiếng nha, cho nó thấm lâu, hoặc là 30 phút cũng được. Các nhà thấy không, cánh gà rất là ngon nha mọi người. Mình dùng cái kéo, cái mình đâm mấy cái này nè cả nhà, đâm cái da để mà cho nó thấm nha mọi người. Rất là ngon. Mình sẽ trộn tới trộn vừa để cho nó mau thấm nha mọi người. Thôi quá tuyệt vời, hy vọng mình sẽ thưởng thức một cái món ăn rất là ngon ngay chỗ một cái eo á. Mình sẽ vô chỗ cái eo để mà mình quay cho cả nhà. Giờ đây sẽ cho cả nhà cùng thưởng thức cái món gà này với lại món cá rô biển, với lại mình sẽ thưởng thức ngay chỗ một cái eo đá rất là đẹp nha mọi người. Chỗ này du lịch người ta hay chụp hình đó mọi người. Bây giờ là mình sẽ xớt cánh gà vào một cái nồi nhỏ để mà mình tiện để mà di chuyển luôn cả nhà. Đó, mình sẽ bỏ vào cái nồi nhỏ nhỏ này ha, mình bỏ vô di chuyển đi, còn cái chảo nó bự quá, chảo để nó xe nó không vừa. Cả nhà ơi, mình vừa mới làm xong một cái chén muối ớt chanh nha, mình còn thiếu trái chanh nữa. Đó, mình sẽ bỏ chanh vào nặng vào đây ha. Đó, mình làm cái chén bấm này để mà mình ăn với con cá rô nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy cá rô đó không? Tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Ok vậy nha. À, cả nhà ơi, mình đã đi tới một cái cảnh rất là đẹp nha cả nhà. Đây, mình đang chuẩn bị mọi thứ để cùng với mấy đứa cháu mình ăn uống chỗ này nha cả nhà. Này, để mình cho cả nhà xem cái cảnh rất là đẹp nha. Nè mọi người, đây là cái cảnh ở đảo mình nha. Wow, sông biển rất là đẹp nha mọi người. À, cái chỗ dưới này nè, là cái chỗ chính giữa nè cả nhà, nó rất là sâu nha. À, du lịch ở đảo mình hay đi qua đó chơi lắm, cả nhà thấy không? Đó. Ở dưới đó rất là đẹp nha mọi người. Dưới đó xa lắm mọi người ơi. Dưới đó nếu mình câu cá là tới luôn á. Dưới đó cá cũng bự bự không à. Rất là nhiều loại cá nha. Đây, mình đang nướng, mình đang chuẩn bị nhóm lửa để mà nướng cái món gà đây nè cả nhà. Nhà thấy không? Đó. Đang chờ than nó chín. Rồi mình sẽ nướng cánh gà với lại ăn cá rô. Vậy đúng hả? Đây mình có lấy mấy cái lá chuối nè, còn đây là con cá rô của mình cả nhà thấy không? Đây là cái lá chuối để lát nữa mình con cá rô nó chín á, cái mình sẽ để cá rô. Đây, cả nhà thấy cá rô bự không? Cá rô này tầm cỡ trên 2 kg. Thì mình để đây đi ha cả nhà, chứ còn mình nướng. Đây là cái đường xung quanh ở đảo mình nè mọi người. Đây cái đường sẽ chạy vòng vòng ở xung quanh đảo mình luôn ha. Đây là họ dùng bơm, họ dùng ba mấy quả bơm họ làm cho núi nó nổ đi rồi để làm cái con đường để mà quay quanh đảo mọi người. Lúc đầu là mình sẽ tính lên trên kia quay kìa mọi người, mà nhưng mà trời đang nắng quá không thể nào lên đó được, nên bây giờ mình sẽ tới đây mình quay cho đẹp ha mọi người. Đó,
Cả nhà ơi, mình sẽ cho cả nhà thấy một cái cảnh rất là đẹp nha. Đó. Trong lúc mình đang chờ chờ than chín để mà mình nướng gà đó, thì mình sẽ cho cả nhà thấy một cái cảnh ở đây rất là dễ thương và đẹp. Đây là cả nhà, mình đang tính là quay cái chỗ này nè cả nhà. Chỗ này rất là đẹp nha. Hồi nãy chỗ này rất là nắng luôn á mọi người. Đó, mình sẽ tính là quay ở đây nè. Chờ tính nướng đây đẹp nè cả nhà. Đây là bãi mến nha. Đây, nói chung là đây là cái bãi rất là đẹp của mình, của Hòn mình. Hòn mình thì có rất là nhiều cái bãi rất là đẹp mọi người, rất là dễ thương mọi người ạ. Đó, cho cả nhà xem nha. Hòn mình thì có rất là nhiều bãi đẹp. Đó. Cả nhà thấy chỗ này đẹp không? Đó, núi non rất là dễ thương. Mình thì lúc đầu là sẽ tính nướng ngay tại đó đó mọi người. Nhưng trời nắng quá đi, rồi mình đã quyết định sẽ dời xuống. Đây là một cái eo mà chụp hình rất đẹp nha. Còn cái chỗ này thì du lịch đó, họ đã làm một cái bếp đó. Họ tạo một cái bếp để mà họ nướng nè mọi người thấy không đó. Chỗ này cảnh đẹp rất là nhiều đó. Tới tối thì người dân họ sẽ ra ngoài đó để mà họ trông đèn để câu mực đó mọi người đó. Ông anh của mình đó, nếu ai đã coi cái series cái kênh của mình thì sẽ biết được là mình có đi câu mực với ông anh mình ở gần cái hòn này nè. Đó, gần chỗ này nè, rất là nhiều mực nha. Đó, anh mình thì ngày nào cũng đi mực hết á, ban đêm đi thì tới sáng vô thì rất là nhiều mực. Đó, rất là đẹp nha. Để mình đi tới đây cho mọi người cùng xem ha. Hòn mình rất có nhiều cái cảnh rất là đẹp. Đó, chỗ này thì người ta đang lấy đất để cho các nhà mạng Viettel, Mobi hay là gì đó cả nhà, để mà họ làm gì ở đây nè, mình không biết đó. Nhà thấy không, rất đẹp nha. Nãy mình tính là sẽ nướng ở đây nè mọi người đó, mình tính nướng đây nè, cảnh đẹp ghê không, cảnh quá đẹp luôn mọi người không. Ở đây mình nướng là ok ha cả nhà. Đó, củi cây thì đều có đầy đủ hết. Chỗ này mình quá trời đẹp luôn mọi người ơi, ok luôn, tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Xung quanh hòn mình nó rất có nhiều hải sản xung quanh hòn mình nè. Nếu ai đã đi ra hòn của mình thì sẽ biết được là đảo Nam Du này rất là nhiều nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy không, ở xung quanh mình rất là nhiều đảo nè. Đó, của mình tới 21 cái hòn luôn, rất là đẹp nha mọi người. Còn sau lưng mình thì có đó, đây là cái eo rất là đẹp, eo rất là đẹp. Đó, nhiều anh chị em ở đây đã chụp hình, thấy không, rất là tuyệt vời ha. Chắc có lẽ là lần sau mình sẽ cố gắng làm sao sẽ quay ở đây một cái món ăn nào đó để cho mọi người cùng thưởng thức cái cảnh này ha mọi người. Đâu Bảo, qua đây Bảo. Bảo ơi, qua đây nè. Hai gì vậy? Rồi. Đi suối này chị Trinh. Ba đây nè. Còn suối không? Còn nè. Đây, đi đây. Suối không? Suối nè, đây con suối nhiều nè. Cả nhà biết chuyện gì không? Thơm lắm mọi người ơi, để cho mọi người xem cái cánh gà nha. Mình đã lên món rồi nè mọi người. Thơm lắm.
sống đâu. Qua đây không có sống. Không sống đâu mà. Nhâm sợ. Và một chút nữa mình sẽ thưởng thức cái món gà này nha mọi người. Đây là cái cánh, mình ăn cánh nó sẽ ngon hơn nha mọi người. Đối với mọi người thì mình muốn sao chứ đối với mình thì mình thấy cánh rất là ngon. Chút nữa mình sẽ với vợ mình ra ngoài đó ăn mọi người đó. Cái cảnh của nó rất đẹp ha, mọi người thấy không? Mình sẽ ăn vào để thưởng thức cái cảnh rất là đẹp ngoài này ha. Đó, cùng với đứa cháu của mình. Ngon không? Tới từ. Vậy hả? Chị ăn thấy ngon hả? Căng vậy. Lật cái cánh lên từ. Từ lên đây, là từ nhẹ thôi. Đó, đưa chung Tư rồi, để cho ông Chính lặt cho nó. Chính lặt không? Hái hoa về hả? Về. Hả? Đó, lửa hiu hiu ăn mới ngon nè mọi người. Cá rô này mình sẽ cố gắng nướng cho kỹ nha. Đây gọi là mình sẽ nướng mọi nha mọi người. Cá này mình sẽ nướng kỹ một chút. Tại vì sao? Đừng ngon. Tại sao cái da của nó sẽ chưa có chín cá đâu. Chinh con lật thử bên đó chín như Chinh. Lật nổi không? Lật ở giữa. Lật giữa rồi kéo mình mạnh. Mình tay không? Wow, trời. Quá thơm luôn mọi người ơi, rất là ngon nha. À, đây là cá biển ở mình đó mọi người. Wow. Thơm quá mọi người ơi. Chị cá như đây. Mấy cánh gà thì mình nướng kỹ chút để mình ăn ha. Ồ, con cá rô này ngon quá mọi người. Cá này mình nhìn tự giống con cá rô phi ở sông, ở suối phải không? Đây là con cá rô biển. Rất là ngon mọi người, trời ơi thèm đó mọi người ơi. Bây giờ đi hái này hả? Bà Bảo, hái này hả? Giờ mình sẽ đi hái mấy cái này về cho nó vui mọi người. Cái này gọi là cái cỏ bông lau hả mọi người. Rất là đẹp nha. Nhiều không? Nhiều lắm hả? Đâu? Mày cầm đi còn hái cho. Chỗ nào đâu? Cái này mới là cỏ bông lau nè mọi người. Thông cảm cho mình nha, tại vì mình không biết cái cỏ này là có gì. Cỏ này cũng là cỏ bông lau luôn chứ đúng không? Cái này cũng là cỏ bông lau luôn. Nhưng mà cái này lớn hơn. Cái này lớn hơn, cái này đẹp hơn. Dạ. Này đúng không? Thì mình hái mấy cái cỏ bông lau này mọi người rất đẹp. Hái về mình chơi với lại mình làm nha. Đóng rồi đấy. Đó. Ai mà xuống. Đó. Đẹp quá mọi người ơi. Rất là đẹp nha. Hái xuống luôn. Ok bạn. Rồi đó. Tước đi, tước mấy cái lá này đi. Đồ đủ chưa? Đủ không? Đây vậy đẹp. Giờ mình về mọi người ơi. Mọi cái nhà thấy đẹp không? Giống như là một cái lông con cáo hay là một cái con gì. Cái đuôi của những cái con gì vậy? Có bắt cực á ha, rất là đẹp. Đây, về. Ô cả nhà ơi, xui quá, hy vọng là trời sẽ không mưa nha. Nếu mà trời mà mưa tới đây á thì mình xin kết thúc cái video tại đây. Còn mà nếu mà nó chỗ này mà không mưa, tại cả nhà sao không? Tại đây là mình đang thấy là mưa đang ở bên chỗ cái hướng chỗ nhà mình á, tại vì đây là ở mặt sau núi. Mình cũng hy vọng là trời mưa này nó sẽ không có tới đây nha mọi người. Nguy hiểm quá. Hy vọng có nghĩa là nó không ảnh hưởng tới tính mạng con người, nhưng mà kiểu như là nó sẽ làm cho mình nó không có quay được cái món ăn ngon với lại cái cảnh đẹp cho mọi người xem á. Buồn quá mọi người ơi. Trời ơi, có bạn nào biết trên đây mưa hay không nha, có gì vậy? Comment bên dưới cho mình biết hay không nha, cho mình biết nha, tại vì nhiều khi mình biết là đây có mưa hay không. Nè, cái chỗ mình có mưa nè cả nhà, thấy không? Không phải, nó không có nắng, nó không có mây đen tới. Mà sao lưng mình quá trời mây đen luôn mọi người. Trời ơi, đừng có mưa, để cho mọi người cùng thưởng thức với mình nha. Mình đã chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ rồi nè. Giờ chỉ cần là đồ ăn chính là mình sẽ ăn ở đây mọi người, cảnh rất là đẹp nha mọi người. Trời ơi. Ừ. Quá đẹp luôn, chính làm hả? Như mấy bó trang. Có một bó hoa nữa. Đó. Vậy để lát ra đi. Nó như bó ngang vậy. Lấy nó quay về con cho cậu phơi cây cỏ này. Đẹp dữ lắm. Mình rất là sợ mưa mọi người ơi, hy vọng mưa tới đây nha. Mẹ phân mấy cái bó này luôn. Không có gió.
Cả nhà có thấy cảnh ở ngoài biển không cả nhà? Rất là ghê nha. Đó. Mình cứ tưởng tượng một con quái vật sẽ xuất hiện ở đây nha mọi người. Ghê không? Đúng không? Nhìn cái mây đen thấy ghê ha. À, gió mưa, gió mình nghĩ là nếu mà gió lớn chắc không mưa đâu mọi người. Nghĩ là vậy. Gió rất là lớn nha mọi người. À, giờ mình thưởng thức cái món gà này mọi người ơi. Lẽ gì cậu mua 2 lon luôn. Mình ăn nha. Trinh đi qua đây. Đưa cậu để giữa nè. Thôi mình ăn đi mọi người. Giờ trời cũng đang mưa mọi người. Xui quá mọi người. Giờ đang mưa nè mọi người. Đó. Cô găm đâu vậy ta? Giờ thưởng thức cậu mọi người. Mời mọi người nha. Cô găm đâu cậu? Ừ. Đó. Mật ong vô cái gà. Quá trời ngon rồi. Mưa rồi. Mưa không á. Im. Rất là ngon mọi người. Mình còn con cá rô nữa. Quá trời ngon mọi người. Ăn ngay cái lúc mà trời đang mưa gió này cũng vui lắm mọi người. Nóng luôn. Quá trời mưa. Trời cũng hàng ăn mưa. Cũng không à. Cô bia bảo. Cô dùng bia. Đó này cũng được. Giờ mình phải uống một miếng bia mọi người ơi. Mình biết là trời đang mưa lớn tới rồi. À cho mọi người xem là đó, trời đang mưa lớn tới rồi đó. À, mình còn con cá rô. Mình còn con cá rô với lại một cái cánh gà như chỗ này mọi người. Chắc có lẽ mình sẽ đem về nhà để thưởng thức với mọi người nha. Trời đang mưa rồi. Tiếc quá cả nhà ơi, mình tính cho cả nhà thưởng thức luôn cái món này. Mà trời đang mưa rồi. Mình ăn xong nó mới mưa. Rồi cũng được nữa. Hy vọng là mình ăn xong rồi chờ xem mưa nhiều cũng được ha. Cho mình tắm. Mà mưa lắm có quạnh gì đó. Tôi cũng còn có chuyện té hả Tư? Rồi bè xuống giống như chạy nhà nó không té. Bỏ chân xuống. Bỏ gác lại chỗ nha mấy đứa. Không, 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 không. Còn mình cậu. Này là giờ cậu ướp á. Chứ không phải cậu ướp đâu. Nhưng mà cậu ướp sẽ cay hơn không? Đúng rồi. Ăn cậu là không bao giờ ngon. Đúng rồi cậu thấy ngảo hả? Cậu thấy quả ăn vui quá. Cậu thấy quả ăn vui quá nên cậu sẽ bỏ ớt vô quá không? Bỏ vô trong bão không đòi ăn nhiều. Trinh thì ăn ít lắm. Ngon Tư. Ý hình như còn một cái cánh nè hả? Ừ, còn cái kìa. Tư, tôi biết cái cánh không? Nó có thể đi nè. Ừ. Anh cứ chở con cá chưa? Ngon Bình. Anh nó chở cá rất ngon. Chưa giờ. Ngon Bình ngon. Để tắm mưa luôn đi. Tắm mưa đại vô mày ơi. Bữa ăn bất ổn. Bữa ăn quá trời. Bữa ăn mưa này mưa mà thấy trời mưa nhiễu xuống không? Đó. Bữa ăn rất là bất ổn mọi người. Gió thổi mà bay đậu chứ.
quá ngon mọi người. Tuyệt vời. Có mật ong vô. Ngon mọi người. Mưa nữa. Chào. Cái con cá rô này chắc mình sẽ đem về nhà để mình thưởng thức quá mọi người. Còn không thì mình sẽ để hơi được trời bớt mưa rồi mình sẽ ăn nha. Hôm nay là mấy con cháu mình sẽ quyết định là sẽ tắm mưa luôn. Tắm mưa luôn mọi người. Lâu quá mình chịu tắm mưa, bây giờ mình sẽ tắm mưa. Wow, cay quá mọi người, ăn chúng gớ cay quá. Mình nghĩ mình này không lớn mấy đâu, vừa vừa ha. Mời mọi người uống một miếng bia nha mọi người. Rồi. Tại hôm nay có con cá rô rất là ngon nên mình lấy một miếng bia ra mình uống á. Mời mọi người nha. Con cá phải chín. Con mới uống. Con có chín chưa? Con biết chín không? Quay. Bây giờ là trời cũng không mưa lớn mấy mọi người, giờ mình ăn cá rô luôn nha. Chưa. Ta mở ra cho. Mở rồi. Mày mở mấy miếng thịt đúng không? Ừ. Ăn đi. Ăn chân. Ăn đi Bảo. Thơm quá. Cứ ăn từ đi không? Ngon không? Thơm à. Trời, cái đồ ngon kìa. Cái đậu chắc không chín đâu, mình ăn cái mình được rồi. Đây. Ok. Bữa ăn hôm nay bữa ăn mình có thể gọi là bữa ăn bất ổn không mọi người. Chắc mình bữa rất là buồn. Ôi, cái gói chín là ngon quá. Trời ơi, từ từ con bắt từ từ hàng con dễ tờ kìa là bên pin bây giờ nó biết anh gấp đũa là mừng quá đúng không? Chưa gấp đũa hả? Trời, chưa cơ quậy đâu mở hết rồi. Trời ơi, nước ngoài ngon mọi người ơi, ăn cho no đi, tắm biển. Tắm mưa mới đúng chứ. Tắm từ biển luôn. Ngon ha, ngon ha. Đi lấy này ra này Bảo. Trinh lấy ra này Trinh. Ôi ngon gì Trinh. Trứng hay gì con? Lấy hết đi Trinh. Này Bảo, con lấy ra đi Bảo, này con lấy ruột càng ngon. Con không biết ăn ruột cậu ơi. Mày lấy cho tao ăn được không? Con giống ruột là con không dám ăn. Nó đắng đắng hồi xưa. Con lấy nhà cho cậu ăn. Ừ. Lấy ra đi, ngon. Thì con không biết lấy thì ruột rất là ngon mọi người. Nhiều khi mấy đứa cháu nó ăn á, mình ăn là ngon. Chứ để mình đem, không đem, mình đem cho ba ăn mẹ. Ăn thôi. Ê, lấy kéo cắt em. Ôi ơi, nó đang máu rồi. Nó còn máu cậu ơi. Máu hả? Không. Nó thấy không? Rồi. Chắc chút chồng. Rồi, đúng rồi. Ồ, miếng gan nè mọi người. Chưa chín cậu ơi. Cái gan nó dậy chứ. Chưa chín. Rồi để cắt một khúc đó cho. Rồi để cái cắt khúc đó. Rồi ăn đi. Ngon ha. Ủa, trời mưa mọi người ơi. Cảm ơn. Giờ đang mưa. Tắm mưa luôn hả? Bây giờ tắm mưa hồi bỏ bây giờ ở đây rồi. Đi tắm suối đi. Có suối không? Tắm đi lát lụa về. Suối lại đó. Rồi. Dạ ngay cho cậu đi trên Bảo gắn hết cho cậu ơi. Hết hết trơn cậu ơi. Cậu ăn cái chứ nè. Cậu ăn cái chứ nè. Cậu ăn cái chứ nè. Trời ơi. Cậu sợ không đủ cậu muốn chở mày qua không biết nè. Dạ ba cũng có 2 ký rồi. Nó đi quay từ từ cậu ơi. Nó đi tắm suối rồi nghỉ quay á. Đây tơ. Dạ. Đi. Đúng không? Đúng không? Nước ta quay cho tao, nước quay cho tao có bằng hết sức đi. Mình để mình em luôn. Đúng không? Đúng rồi, để mình ăn. Sạch ớt. Mình quay bà xong rồi tới đi không được. Được không? Dở dai ra. Quay lên.
Quê Tư ơi, mở ra nè. Quê xếp vô. Ngon quá. Trời ơi, tưởng đâu trời, tưởng đâu trời mưa không ăn được phải không? Đúng, ai ngờ ăn ngon không tưởng. Nó chảy nước dưới giòn rồi. Hai em ai? Để làm nước ngọt ngon vậy trời. Nướng cuốn là nước mắm, chấm nước mắm với xong, ăn cho. Đây. Đây miếng coi. Uống trời lại cho bia nữa kìa. Trời ơi, chả ngon lắm mọi người ơi. Quá đã. Tôi còn bên cái mì, miếng coi cái mì lụm hết cha thôi. Cả nhà có đã từng ăn cá rô nướng mọi chưa? Ê. Mình đã ăn này nè cả nhà, ngon quá. Hai lần rồi đó cậu. Hai lần hả? Không bao qua ăn á. À, chứ là mình nướng khúc. Chứ là mình nướng khúc còn cái này. Chiên. Chiên, chứ làm chiên còn lần này là mình nướng mỏi cả nhà. Rất là ngon không mọi người. Rất ngon mọi người. Thôi kênh mình là xin kết thúc tại đây nha. À, cả nhà nếu cả nhà thấy hay thì nhớ đăng ký subscribe chia sẻ cho kênh của Sinh nha. Bây giờ mình xin hẹn gặp lại cả nhà vào những cái kênh sắp tới ngon lắm mọi người. Nhớ đăng ký để mà nhận thông báo chuông của Sinh nha. Bye bye.